các bạn thân mến Mời các bạn nghe bài viết Quanh chuyện Vũ Xuân Thiều của tác giả Trịnh Xuân Tiến Đăng trên Facebook Tiến Trịnh Xuân ngày 26 tháng 12 năm 2020 Hôm nay 17 tháng 12 năm 2017 Trên truyền hình nói về vai trò của không quân Trong năm trận điện biên phủ trên không năm 1972 Tự nhiên tôi nhớ lại một lần thấy bức ảnh một trong những phi công bắn rơi B-52 trong chiến dịch 12 ngày đêm ấy. Đó là một ngày, không nhớ vì sao đoàn công tác chúng tôi đi lên Tuyên Quang lại rẽ qua Thái Nguyên, bây giờ còn nằm trong tỉnh Bắc Thái, trên đường về. Vì một trục chặt nhỏ, không nhớ vì sao, xe tạm dừng trước một ngôi nhà sàn trong khi chờ lái xe sửa chữa chúng tôi được chủ nhà mời lên uống nước và tại đấy thấy treo trang trọng ảnh một người chiến sĩ một bát nhang đầy chân trong bộ quân phục không quân anh đang cười rạng rỡ nhận ra một phi công quen thuộc vũ xuân thiều quá ngạc nhiên anh quê hà nội sao có ảnh ở đây Hỏi thì được biết chủ nhà không có quan hệ gì với anh. Ông chỉ là một trong những chứng nhân trận đánh của anh. Một trận đánh theo ông đầy bi tráng và hào khí. Ông cho biết hôm ấy ông còn ở Sơn La thấy một máy bay ta bắn hai quả tên lửa chúng B-52 mà nó vẫn cứ bay. Thế là chiếc máy bay lao thẳng vào máy bay Mỹ thổi bùng lên một đuốc lửa rồi tách đôi rừng rực giữa trời. Trên mặt đất, xác hai máy bay chỉ cách nhau vài mét. Ông ngậm ngùi, không tìm được xác phi công. Hỏi anh em bộ đội đến thực địa được biết, anh tên Vũ Xuân Thiều. Cảm phục và tiếc thương, ông đã tìm bằng được di ảnh người phi công quả cảm. Và bức ảnh đã theo ông về. Nên biết, trong chiến dịch 12 ngày đêm ấy, máy bay ta liên tục xuất kích những con đại bàng rõng mánh đó đã là một trong những yếu tố khiến tên lửa ta hạ được khối B-52. Số là khi đánh vào Hà Nội, máy bay Mỹ bay theo một đội hình nghiêm ngặt với máy bay B-52 và một loạt các máy bay tiêm kích hộ tống sẵn sàng đánh mít ta. Máy bay RB-66 làm nhiệm vụ gây nhiễu cho toàn bộ máy bay vào vùng trời của ta. Vì thế, khi nó bị bắn hạ là cả đội hình trường mặt trước sóng radar. Đã có trận, một máy bay RB-66 bị MiG-21 ta truy đuổi và bắn hạ gần Thái Lan. Cả đội hình máy bay Mỹ trên bầu trời Bắc Việt Nam đột nhiên lộ ra mồn một, làm mồi cho tên lửa. Hôm ấy, theo đài báo nước ngoài, B-52 rơi như sung dụng bên cạnh chiếc máy bay RB-66 gây nhiễu ngoài đội hình. Mỗi chiếc B-52 còn có nhiều máy nhiễu, cả tích cực lẫn tiêu cực. Để đánh lừa các máy bay hộ tống thường là F-4, còn bay sát nhau thành từng cụm, tạo thành mục tiêu B-52 giả trên màn radar. Xong một khi bị MiG-21 vào công kích, chúng vội tản ra đối phó. Đến tên lửa chống radar cũng không kịp phóng, lại thêm đội hình rối loạn và thế là B-52 trơ khớp hiện nguyên hình. Chính vì thế, khi mít khuấy đảo cũng là thời cơ cho tên lửa ta bắn B-52 Mỹ rụng rơi tơi tả. Người Mỹ đã không lý giải nổi tại sao tên lửa xăm 2 mà tính năng chiến kỹ thuật họ đã biết hết và cho là còn khá nhiều khiếm khuyết lạc hậu lại có thể bắn rơi B-52 với nhịp độ cao đến thế không ngẫu nhiên vì đâu phải chỉ một trận, cũng đâu phải chỉ có một ngày. Theo báo Mỹ, số phi công tại bàn ăn vợi hẳn sau mỗi đêm xuất kích. Không khí trên toàn đảo Guam trầm lắng, ảm đạm. Nghe nói, sau đêm bị mít lao thẳng vào B-52 đó, một số phi công Mỹ đã phải xin nghỉ vài hôm cho lại hồn. Và theo một bình luận đầy lo ngại của hãng tin Mỹ AP, nếu cứ rơi với nhịp độ này, chỉ sau 3 tháng, B-52 sẽ tuyệt chủng. Tuy nhiên, trong những ngày đầu ấy, suốt 8 đêm, Mích ta không hạ được chiếc B-52 nào. Tình hình trên không còn phức tạp và ác liệt hơn nhiều so với giả định, chuẩn bị và luyện tập của ta trước đó. Một trong những lý do là B-52 có sải cánh tới 56 mét, dùng tới bốn động cơ phản lực, trong khi mỗi MiG-21 của ta chỉ được trang bị hai tên lửa. Dứt khoát phải dùng tên lửa tầm nhiệt K-13 vì đâu có thể dùng tên lửa dẫn radar. Nhiễu mạnh quá, mà vì là tên lửa tầm nhiệt K-13 chỉ đánh trúng động cơ máy bay, nguồn nhiệt mạnh nhất và vì có đến bốn động cơ, dù có trúng cả hai quả tên lửa B-52 vẫn có thể bay và bay thoát. Đây lại là tên lửa dùng để đánh máy bay chiến thuật, chứ nào phải để đánh thứ mục tiêu to như cả một tòa nhà thế. Người ta còn bảo, đáng nhẽ, phải để lại một quả giữ mình sau đó. Xong, phi công Vũ Văn Rạng đã bắn tất. Thế mà chiếc B-52 dính đạn ấy vẫn bay về được đến tận Thái Lan Và rất có thể một số chiếc khác cũng tương tự B-52 không chịu để không quân Việt Nam bắn rơi Điều đó khiến Vũ Xuân Thiều sôi sục Anh Hạ quyết tâm phải hạ tại chỗ chí ít một chiếc Điều này không chỉ được lưu lại trong nhật ký Nhớ mãi câu cuối cùng anh gọi về sở chỉ huy Thăng Long, Thăng Long tôi đã bắn cả hai quả tên lửa. B-52 chỉ bị thương nhẹ, xin phép được tiêu diệt. Và trong trận đánh trên bầu trời Sơn La, anh đã lao cả máy bay vào chiếc B-52, buộc nó không rơi, không được. Toàn bộ đội bay chiếc B-52 ấy chả ai kịp thoát ra ngoài. Chuyện đó sau các phi công Mỹ vẫn truyền tai, dùng mình khiếp sợ. Mặc dù về mặt chính thức Phía Mỹ không thừa nhận, thậm chí họ còn rêu rao máy bay của Vũ Xuân Thiều bị súng máy trên B-52 bắn rụng. Xong, Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan, người có mặt tại nơi máy bay rơi sau trận đánh, cho biết chính ông còn nhặt được hai mảnh xác mic và B-52 găm chặt vào nhau. Việc xác định số máy bay rơi đến giờ vẫn có nhiều điều chưa rõ, vì nhiều lẽ Mỹ dĩ nhiên công bố số rơi thấp, rơi do trúng đạn còn thấp hơn. Đương nhiên, cách xác định số máy bay rơi chính xác nhất được cho là của Nhật. Nhờ radar tầm xa, họ đếm số máy bay xuất kích và trở về, đem số đã cất cánh trừ đi là xong. Và vì thế, họ chê Việt Nam không biết đếm. Cách xác nhận máy bay bắn được của ta lại khác, đó là chứng cứ phải rõ ràng. Không thì thế nào Mỹ trả chối bay chối biến. Máy bay chỉ được công nhận rơi khi thu được mảnh xác có mã hiệu như số khung số máy trên xe cộ. Cũng vì thế, số máy bay B-52 ta chính thức công bố trong toàn chiến dịch chỉ là 34 chiếc. Tất nhiên, thấp hơn nhiều so với con số của Nhật. Tuy nhiên, vì thế đã nên chuyện có một máy bay tiên tiến biến thể mới nhất gọi là B-52G bị rơi xuống biển tại Hạ Long. Theo nguyên tắc, chiếc này ta không tính, dù bắt được số phi công nhiều chưa từng thấy. Tới mười mấy người, trong khi với những chiếc B-52 khác, nhân sự thường chỉ có đến bảy là cùng. Người thứ bảy là viên trung sĩ được bố trí ở khoang cuối máy bay với khẩu 12 ly 7 để bắn lại mít điều người Mỹ mới buộc phải làm và làm lần đầu tiên chính trên bầu trời Hà Nội. Với chiếc rơi trên vịnh Hạ Long, phía Mỹ vội vàng thừa nhận ngay và khi ký kết xong Hiệp định Paris, việc xin trả người của chiếc B-52 này được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu. Thì ra, đó không phải là máy bay ném bom mà là máy bay tình báo và phi công đoàn, phi hành đoàn chủ yếu là những chuyên gia kỹ thuật, nhất là chuyên gia tác chiến điện tử Họ đến để tìm hiểu xem Làm cách nào Việt Nam bắn rụng B-52 nhiều đến thế Họ đã chỉ bay xa xa, không dám vào sâu Thế mà vẫn dính đạn, gãy cánh Không biết họ đã tìm hiểu được gì Vì bao nhiêu số liệu thu được đều đã vùi sâu đáy biển nhiều khi lập chiến công, kể cả chiến công hiển hách, xong người làm ra kỳ tích lại không được huân chương. Nhiều lý do lắm, chẳng hạn, trong Nam có một chiến sĩ đã bắn rơi tới 13 máy bay Mỹ chỉ bằng tên lửa phòng không vác vai, thứ tên lửa nhỏ xíu ta đặt mã hiệu A72. Về sau khi câu chuyện không còn bí mật nữa mới biết đó là tên lửa Zenit-2 của Nga. Hiệu quả của loại tên lửa này ấn tượng đến nỗi, ngay trong chiến tranh Việt Nam, tất cả các máy bay, nhất là máy bay lên thẳng của Không quân Mỹ, Ngụy đều được trang bị pháo sáng để đối phó với thứ tên lửa tầm nhiệt này. Và trong các cuộc chiến tranh và xung đột vũ trang về sau, chúng được trang bị và sử dụng phổ biến. Người ta nói đến những toán khủng bố ba tên. Một trang bị tên lửa phòng không vác vai, thường là Chandler 2 hoặc Stinger của Mỹ một mang súng phóng lựu chống tăng của Nga Liên Xô, ta gọi là B-41, còn tên thứ ba mang súng AK-47 bảo vệ. Nghe nói chiến thuật tổ chiến đấu ba người như thế đã tỏ ra rất hiệu quả. Chẳng hạn, thậm chí nó cho phép lực lượng bạo loạn chiếm được thủ phủ của Chechnya. Đó là khi Liên Xô mới tan rã nước Nga chưa đủ mạnh. Song với người xạ thủ tên lửa vát vai Việt Nam anh đã gặp chuyện rất tế nhị. Chiếc cuối cùng bị anh bắn hạ là một máy bay khổng lồ, chiếc CA, chiếc C-5A Galaxy, máy bay vận tải quân sự lớn nhất của Mỹ hồi bấy giờ. Việc chiếc C-5A bị bắn rơi đã làm phá sản toàn bộ chiến thuật chuyên chở người bằng máy bay vận tải của Mỹ. Nhà Trắng đã buộc phải chuyển sang dùng máy bay lên thẳng để đưa người Mỹ ra khỏi Việt Nam nó cũng làm phá sản một âm mưu khác đưa trẻ Việt mồ côi sang Mỹ cho những toàn tính hậu chiến. Thành tích của anh lớn quá, dẫu vậy, số hàng trăm trẻ thiệt mạng trên máy bay khiến chẳng ai dám phong anh hùng cho người bắn. Việc Vũ Xuân Thiều không được phong anh hùng lại khác. Số là hồi ấy tinh thần của các phi công ta cao lắm, không quản hy sinh khi vào thế chẳng đừng họ sẵn sàng lấy máy bay làm vũ khí theo họ truyền tay nhau đó gọi là cách đánh vô sản đỏ như đã nêu máy bay mig hai mươi hồi ấy được trang bị nghèo nàn chỉ hai tên lửa không đối không gặp địch là hết veo song với phi công ta hết tên lửa vẫn đánh đánh quyết tử dùng máy bay làm quả thứ ba nhưng đó là điều cấp trên tuyệt đối cấm, nhất là với phi công được trao nhiệm vụ đánh B-52, những người giỏi nhất, tài năng nhất, đủ khả năng bay đêm và đánh đêm. Mà lúc ấy trong toàn quân chỉ lựa được trên 10 người. Vì thế, tinh thần quả cảm xả thân của Vũ Xuân Thiều, ai dám tuyên dương. Mọi người noi theo gương ấy thì lấy đâu ra phi công khi chiến dịch chưa biết đến bao giờ kết thúc và ai dám bảo mặt trận này sẽ không còn tiếng súng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe bài viết quanh chuyện Vũ Xuân Thiều của tác giả Trịnh Xuân Tiến. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.